Có một vài người bảo là cái hành động xó khuyên nó là một cái gì đấy hành hạ bản thân, làm bản thân mình tự đau. Lúc chỉ đút vào anh không biết, khi mà mình xăm cái hình lên đấy là mình có trách nhiệm là mình phải xác định luôn nó sống với bạn cả đời đấy. Đúng rồi, nó là một lớp da mới đấy. Em ơi, em có khuyên tai mới ấy. Cái này á? Cái gì? Ủa? Đây? Làm cái gì thế? Cháu có người không? Đi bấm luôn đi, kẹp lấy vào tai, dở hơi thế nào. Có cái khuyên đẹp thế mà anh em cứ chê. Thế thì đi xỏ khuyên, đi. Ôi đau lắm rồi. Em ơi, đi thôi. Xin chào các bạn đã quay trở lại với phố ăn chơi. Hiện tại mình đang đứng ở Tam Khương cùng với chị Vân Anh và anh Tuấn Trịnh. Còn mình là Linh. Hôm nay mình sẽ dẫn ông bạn này đi xỏ khuyên. Đau không? Không đau, đi đau. Ngay kia rồi còn không đi nữa. Đi, nhanh, kết cổ. Đây là lần đầu em xỏ nên là có gì chị nhẹ tay với em. Em trong cái này thôi chứ em sợ lắm. Thì khi nào chị bắt đầu thì chị bảo em nhé. Vâng. Hơi run tí thôi nhưng vẫn làm. Bắt đầu nhé. Chưa bắt đầu đâu, bây giờ chị còn lao ra. Vâng. Em tin chị mà. Đau lắm không em? Xong rồi. Ừ. Xong rồi á? Bây giờ chị đeo chốt vào xong. Chị mới bắt đầu thôi, ra ngoài cứ quên luôn. Ok. Thấy chưa? Xong rồi á? Em cảm ơn chị ạ. Thật sự là hơi bị sốc tại vì chị xỏ nhanh quá. Đấy à, kiểu chị xỏ cũng không nói trước, không biết là lúc nào chị xỏ, với cả nó không đau. Có thể là tại lúc đầu chị bôi thuốc tê nên là không biết. Ê. Tí nữa cho tao xem lại cái phút tết đấy rồi. Tao muốn xem chị làm gì với tay tao. Anh có ổn không? Ổn. Nhìn chung là ổn. Nói chung là cái việc xỏ khuyên này nó hơi khác so với suy nghĩ của tao. Trước đây tao từng dẫn một bạn đi xỏ. Không phải xỏ mà là bấm khuyên ấy. Xong rồi tao thấy người ta bấm đùng quá, mẹ tao sợ lắm. Nhưng mà như hôm nay mọi người cũng xem cái phần trước ở đây thì nó nhẹ nhàng đến mức bất ngờ. Với là thật ra là xỏ xong thấy nó cũng khá là đẹp, trông nó cũng hay mà. Ồ, nhưng mà anh xin phép bố mẹ cái việc đi xỏ chưa? Chưa, chúng mày lôi tao đi xin phép kiểu gì. Nhưng mà thật sự là cũng hơi lo lắng một chút tại vì riêng về con trai nhá, khi mà xỏ khuyên ấy, phụ huynh sẽ có hai hướng. Một là thằng này hơi hư hỏng một chút. Hai là thằng này trông nó phụ huynh hay gọi là hơi yếu ấy. Thực ra thì em thấy là cái việc xỏ khuyên nó chỉ là một cách để khiến cho bản thân mình có điểm nhấn hơn. Nó không thể nào mà phản ánh được cái bản chất và kiểu tính cách con người mình được ấy. Thế còn Văn Anh sao? Mày thấy đau không? Đầu tiên tao có xỏ khuyên mũi từ hồi tao học lớp 12 cách đây khoảng 3 năm rồi. Đấy, đợt đấy là mới xỏ xong. Xong rồi yêu một bạn, xong bạn đấy bắt tháo khuyên mũi không có chia tay. Nhưng mà đến lúc xong vẫn chia. Tất cả chỉ là lý do của đàn ông thôi chị ạ. Đừng tin đàn ông thật sự đấy eo ơi. Thế là tao đã có ý định đi xỏ rồi. Nhưng mà thấy cái tai bên này nó bị lệch. Nên là tôi đã từng muốn xỏ để đeo một cái vòng khuyên gì đấy cho nó cân lại. Nhưng mà cũng nghĩ là kiểu đi xin việc các thứ rồi. Trước là anh học công nghệ thông tin. Nên là sẽ xin những cơ quan các thứ nó hơi bị nghiêm túc một tí là sợ nó sẽ khó. Nhưng mà vào đây thì đấy, ông sếp mình sinh năm 93, không có khuyên nhưng mà mặt nhiều những cái nó nổi lên lắm. Em thấy mọi người, có một vài người bảo là cái việc mình xỏ khuyên ấy, cái hành động xỏ khuyên nó là một cái gì đấy hành hạ bản thân ấy, làm bản thân mình tự đau ấy. Kiểu đâm xỏ các thứ vào bản thân mình thì anh thấy đau không? Không, chị đâm sướng mà. Thế còn chị thì sao? Nhanh, con nấu cơm mẹ, tôi phải quay lại đây quay cho mọi người ấy. Anh muốn ngồi giữa. Ok. Ra ngồi giữa đây. Xin giới thiệu với chúng bạn, các cậu. Đây là anh Nam, trưởng ban trưởng phòng design. Thật ra thì theo nghiên cứu của anh ở dưới tầng 2, anh nghĩ cái việc xỏ khuyên nó không liên quan đến cái việc hành hạ bản thân cả. Thứ nhất là xỏ khuyên nó không phải đau, nên như là nó khẳng định phải đến 20 lần từ nãy giờ là nó không đau, nó chỉ thấy chị xinh thôi. Anh thấy không vấn đề đến cái chuyện xỏ khuyên cả. Chúng ta có thể nói đến chuyện hành hạ bản thân và đem lại khoái cảm trong một topic khác. Nhưng mà một vấn đề liên quan, không phải liên quan lắm, nhưng mà em thấy bố mẹ quan niệm cái việc xăm hình nghệ thuật ạ. À,
cái việc sao sao mình thì đẹp không sao mình thì rất đẹp đây bạn bạn ngồi đây mày đi ra đi mày chỉ có xăm ra mày không có xăm mày cú ra em muốn hỏi anh một tí là cái hình xăm này nó có ý nghĩa gì với anh có chứ thế anh mới xăm ít này cơ bản nhá anh xăm đây điều đầu tiên rất là quan trọng mọi người nhớ nhá đẹp không công nhận cái này đẹp thật nhưng đây. Nhưng mà khi mà nó fit với đồng hồ đúng không thì nó sẽ đẹp hơn nhưng mà cái lúc mà bố mẹ anh nhìn thấy hình xăm của anh ấy bố mẹ anh phản ứng như thế nào bố mẹ anh á thì cơ bản là bố mẹ cảm ơn bố mẹ đã cho con tiền đi xăm là tại sao bố mẹ lại cho anh tiền bố mẹ là người đẻ ra mình là người hiểu mình nhất biết mình là một thằng con như thế nào đúng không bố mẹ tin tưởng nhưng mà kiểu anh có bị e ngại cái việc là khi mà anh đi làm ấy sau anh có một công việc nó gọi là chỉn chu nghiêm túc hơn ấy kiểu người ta sẽ đề cập đến ngoại hình anh nhiều hơn ấy thì anh anh nói thật là anh không biết là mai sau như nào nhưng mà anh sẽ không bao giờ anh chọn những chỗ mà lựa chọn cấm xăm đấy như thằng này nó xăm rồi bố mẹ đã định hướng cho tương lai của nó rồi anh nghĩ là nó cái đấy nó cũng chả điều gì to tát cả là sau tiền rồi đi xăm rồi định hướng rồi thì anh nghĩ nó cũng cuộc đời nó cũng phế thôi your body your choice nghĩa là sao khi mà em xăm em phải có trách nhiệm với bản thân mình nghĩa là sao khi mà mình xăm cái hình này lên đấy là mình có trách nhiệm là mình phải xác định luôn nó sống với bạn cả đời đấy đúng rồi nó là một lớp da mới đấy nó không dừng lại việc phụ huynh bạn đánh giá bạn như nào đâu mà bởi vì xã hội này nó xây dựng có quy củ từ đầu rồi nên là nếu mà bạn xăm bạn phá vỡ vòng quy củ ra chắc nó lại khó sống hơn với cả xăm ấy thì mình phải xăm những cái ý nghĩa chứ đừng xăm tên người yêu cũ hay giống như kiểu trước em xăm một bức ảnh anh Phúc làm em đau đấy ban đầu ghi anh Phúc rồi đúng không xong chia tay làm em đau ấy. Nói chung là đấy làm nào thông nào tôi tưởng bảo ông kia đi xăm đi nói chung là video này lần trước Tarot bọn tôi đã nói rồi là nếu mà được 10.000 view bây giờ nó 800 rồi thì wow. Nếu mà video này cũng được 10.000 view thì ông kia sẽ có hình xăm tên người yêu cũ ở trên ngực các bạn đón chờ video nếu mà không có thì vẫn đi xăm được đi xăm hình khác nha mọi người bye bye ủa tại đi về bye. Đi về sắp tới lắm rồi